Hello, xin chào bác, chào các bác đến kênh Thị Vườn Hồ Chính Hãng của Sashimi Authentic. Hôm nay thì Ngọc thưa bác một chiếc đồng hồ đến từ nhà xuất Seiko, và chiếc này chúng ta thì nằm trong bộ sản phẩm Seiko Precept. Em này thì sẽ có chất liệu thân vỏ và dây được làm từ titanium cậu nhá, cho nên đeo lên tay rất là nhẹ nhàng. Đấy, với anh em nào là người hay phải sử dụng cổ tay để hoạt động hàng ngày như là viết lách gõ máy, đặc biệt là với anh em văn phòng công sở hay là anh em IT ấy, thì đeo chiếc đồng hồ với chất liệu titanium trên tay rất là tuyệt vời. Chiếc này của bác thì sẽ có mặt số Snowflake, đây là một con đồng hồ rất đẹp và rất được rất nhiều anh em yêu thích của dòng Seiko Precept với mã sản phẩm là SARX055. SARX055 anh em nhé. Về tình trạng đây là một chiếc hàng qua sử dụng, độ mới thì đánh giá mức ổn, anh em thể đeo rất thoải mái. Và hiện tại bên em đang có giá bán cũng rất là tốt anh em, với mức giá chỉ là 14 triệu 500 đồng. 14 triệu 500 đồng thôi các nhá, một mức giá phải nói rất rất tốt cho SARX055 rồi. Trước đánh cơm với chiếc đồng hồ trong video ngày hôm nay, rất mong em dành một chút thời gian khoảng 1 2 giây thôi, với nút đăng kênh ở phía dưới video, ấn quả chuông bên cạnh. Để khi em ra video đồng hồ mới, YouTube sẽ gửi thông báo cho anh em, từ đó anh em không bỏ lỡ bất kỳ chỗ nào bạn cung cấp nhé. Không mất nhiều thời gian anh em nữa, chúng ta kỹ hơn với chiếc SARX055 trong video đồng hồ ngày hôm nay. SARX055 là một dòng đồng hồ mà được rất nhiều anh em yêu thích, tại vì nó có cái mặt số được làm theo mặt vân trắng bạc. Đấy, vân hoa Snowflake anh em gọi một tên khá là mỹ miều là như vậy. Thêm nữa thì với chất liệu thân vỏ và dây được làm từ titanium, cho nên khi mà cầm chiếc này trên tay thì cảm giác về độ sần nó rất là tuyệt vời, thứ nhất. Và thứ hai nữa là trọng lượng tương đối nhẹ nhàng, anh em đeo rất thoải mái, nó nhẹ, còn thậm chí nó còn nhẹ hơn cả đồng hồ dây da các bác nhé. Nó vừa có một cái nét khỏe khoắn nam tính của đồng hồ dây kim loại mà lại nhẹ nhàng như đồng hồ dây da, thì đây là một ưu điểm rất lớn của chất liệu titanium này. Thêm nữa thì SARX055 thì nó sẽ được hoàn thiện theo công nghệ Comfortech, tức là mặt số này nó sẽ được phủ chống loá Super Clear là siêu trong. Đấy, một vài góc cạnh anh em nhìn không thấy mặt kính của đồng hồ, và thân vỏ chúng ta sẽ được phủ lớp gia tăng độ cứng mang tên là Dial Shield, vừa gia tăng độ cứng, hạn chế vết xước, vừa chống oxy hóa tốt. Thân vỏ dây được làm từ titanium, và chúng ta có một dây đúc này, khóa đúc này, đáy sau ở máy cho anh em quan sát chuyển động máy trong. Đó là những cái cơ bản về ngoại hình của chiếc này. Về chất liệu titanium thì rất là nhẹ rồi, khi mà anh em đeo lên cổ tay thì viết lách gõ máy hay là hoạt động cổ tay thì rất thoải mái, không bị ảnh hưởng nhiều bởi trọng lượng của chiếc đồng hồ này. Thêm nữa thì đây là một chiếc vây sai mặt cũng tương đối ổn, vây sai mặt loanh quanh khoảng 40,7 mm và dài mặt số nó khoảng 12, đây là anh em tay khoảng tầm 16 cm, anh em đeo chiếc đồng này trên cổ tay thì phải nói là vô cùng tuyệt vời. Một chiếc hàng quan dụng cho nên là về cái sức sát thì nó không thể tránh khỏi được, lát em sẽ quay kỹ hơn. Về tình trạng thì em này sẽ có hộp đựng và mắt thừa đầy đủ cho anh em, cho nên là về cái mắt thừa này anh em không phải lăn tăn. Cái mức giá 14 triệu 500 đồng thì phải nói là một mức giá vô cùng tuyệt vời dành cho dòng sản phẩm này rồi. Còn này nếu mà hàng là new thì mức giá nó phải loanh quanh khoảng tầm 17,5 triệu đấy các bác nhá. Nên hàng qua dụng chúng ta tiết kiệm khoảng 3 triệu thì rất là ổn rồi. Mặc dù nó hơi sức sát một chút nhưng mà không sao. Anh em đeo thì không có phải ảnh hưởng quá nhiều. Anh em nhìn trực diện này đồng hồ nó vẫn tương đối ổn, đeo không có vấn đề gì cả. Về thiết kế mặt số thì em sẽ zoom kỹ hơn cho anh em nhìn một chút. Thì phải nói đây là một cái mặt số rất đẹp của nhà Seiko Precept. Ta có mặt số được trắng bạc và được làm vân nhám kiểu này rất đẹp, anh em mới gọi là vân mặt bông tuyết Snowflake ấy. Và mỗi cái mặt SARX055 thì nó sẽ có một cái mặt vân riêng các bác nhé. Đấy, nhìn tổng thể nó rất giống nhau nhưng mà nhìn zoom kỹ từng góc cạnh thì nó sẽ có mỗi con có một cái riêng. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ có bộ kim mà cọc được thiết kế vô cùng đơn giản theo cái hơi hướng của dòng Ranseco. Chúng ta sẽ cọc số dạng vạch ở góc 12 giờ cọc vạch đôi, 369 thì cọc vạch đơn nhưng nó sẽ to hơn. Bộ kim hiển thị chúng ta sẽ có nổi bật với kim dây được mạ PD màu xanh deep blue, kim giờ và kim phút được làm dạng kim lưỡi kiếm. Góc 3 giờ chúng ta sẽ có cái lịch ngày, góc 12 giờ chúng ta có logo hãng, và phía dưới góc 6 giờ là sản phẩm Precept và máy cơ automatic. Ở giờ góc 7 và 6 giờ này chúng ta vẫn sẽ dùng Japan và máy trang bị là máy 6R15. Lần này chúng ta có mã phần mặt số, kính phủ super clear chống lóa thì phải nói cực kỳ trong, xem giờ theo dõi giờ các góc cạnh không hề bị ảnh hưởng nhiều. Nên bên rồi bên ngoài chúng ta sẽ đánh bóng và độ mới để anh em thấy nó sẽ có bị vết xước ở đây cũng khá là nhiều, nhưng mà toàn là vết xước răm thôi, không bị cấn móp, không bị xước to đâu các bác nhé. Đấy, nhìn như này thì đang còn rất ổn. Cạnh bên trên, cạnh bên dưới thì chúng ta đều sẽ được đánh phê xước cả thôi. Đấy, thiết kế tương đối quen thuộc của dòng Seiko Precept với cái càng bo tròn mềm mại như này, và độ ở trên cái càng này chúng ta cũng sẽ thấy có một vài vết xước nhỏ. Cạnh bên nó sẽ đánh bóng, và thiết kế càng chiếc đồng hồ này thì nó cũng tương đối ổn thôi. Đấy, không quá dài, đeo rất là dễ, có một vài vết xước đây các bác nhé. Đúng chỉnh thì có logo chữ S của Seiko thì tương đối quen thuộc, bên này tương tự này. Đó, có những vết xước để bác có thể nghiên cứu kỹ khi mà mua chiếc đồng hồ này. Về bộ dây chúng ta sẽ có bộ dây titanium, và đây cũng là một dây đúc cảm giác khá là dày và chắc. Đây anh em thấy cũng có những vết xước ở trên phần dây trong quá trình sử dụng này, bên này tương tự, khóa thép đúc, khóa titanium đúc sau đây anh em hãy nhớ khóa thép. Cái khóa của dòng sản phẩm này thì khi mà anh em đóng nó tạo thành một cái tổng thể rất là liền mạch ở phần dây, đeo rất là gọn, không bị vướng khi mà chúng ta đeo và không bị vướng vào cổ áo. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ không có cái
vết hở ra, cho nên là khi mà vệ sinh cũng tương đối dễ và khá là sạch sẽ. Với cái khóa này, cái khóa tương đối ổn nhá. Ngoại hình thì nó sẽ bị hơi bị xước sát một chút mà không sao, bù lại chúng ta có cái mức giá bán rất là tốt rồi. Ở đây chúng ta sẽ có cái đường kính của em này thì nó rơi tầm khoảng 40,7 mm độ dài mặt số. Con này thì loanh quanh khoảng 11 hơn một chút thôi. Và chiều dài càng của chiếc này thì nó sẽ làm khoảng tầm 45 45,6, khoảng tầm gần 46 mm. Đeo cũng tương đối ổn đấy các bác nhá. Tay khoảng 16 là anh em thể đeo đẹp chiếc này vừa vặn trên tay. Đối với tay của em là 15,8 thì anh em có thể thấy là đeo rất ổn chiếc này rồi. Với cái càng ngắn như này thì tay anh em khoảng 15,5 thì em nghĩ có thể đeo được. Tuy nhiên nếu mà muốn đeo đẹp vừa và ổn thì anh em nên có tay khoảng tầm 16 trở lên nhá. Anh em lưu ý một chút. Rất là đẹp. Đấy, mặt số làm rất ổn áp, thêm cái kính chống lóa super clear rất tuyệt vời. Mặt sau đồng hồ thì với chiếc này thì đương nhiên nó sẽ là đáy hở máy giúp anh em quan sát chuyển động máy bên trong rồi, và cái mặt sau cũng nhìn cũng có vẻ cũng sức tương đối. Chúng ta sẽ có được là logo Seiko, máy 6R15D, 23 chân kính, tần số động 21.600, và tích cót của em này rơi vào tầm khoảng 50 tiếng. Bộ máy thế này sẽ là máy in-house được Seiko sản xuất và lắp ráp hoàn toàn tại Nhật với dòng chữ Japan ở đây. Bên ngoài này chúng ta sẽ có logo hãng này, mức chống nước em này 13 tương đương với 100 m, kính sapphire. Chất liệu thân vỏ và dây titanium, mã máy mã phần case back. Ở đây chúng ta sẽ có cái Make in Japan sản xuất ráp tại Nhật và chỗ vực là chức năng anti-matic chống nhiễm từ. Thông tin rất là quen thuộc. Máy 6R15 cũng là bộ máy mà được anh em đánh giá cao về khả năng hoạt động mượt mà, bền bỉ và ít lỗi vặt. Đầy đủ chức năng từ lên có tự động, lên có bằng tay. Dừng kim dây chỉnh giờ thì anh em sẽ mở ra hai nấc kim dây dừng lại cho anh em chỉnh giờ sát từng giây. Đồng hồ nó có lịch ngày, anh em vặn góc 12 giờ nó nhảy lịch thì đây đang giờ buổi sáng, bắt đầu ngày mới anh em nhé. Chỗ đây là 8 giờ sáng này. Đóng lại kim dây chúng ta sẽ chạy bình thường. Chỉnh lịch ngày anh em mở núm đâm nấc. Bạn xuôi theo chu kim đồng hồ là anh em sẽ chỉnh cái lịch ngày thôi. Rất là đơn giản trong thao tác chỉnh giờ và chỉnh lịch của những dòng phẩm đến từ Seiko. Chỉnh giờ và chỉnh lịch xong anh em nhớ đóng núm lại. Đấy, đảm bảo khả năng chống nước đồng hồ. Cái mức chống nước em này là 100 m thì đây cũng là một mức chống nước tốt của đồng hồ cơ. Anh em có thể mang rồi ta đi mưa, rửa tay, rửa xe. Không đi bơi thì tắm được anh em nhá. Anh em lưu ý một chút, đặc biệt là sử dụng với nước nóng lạnh và nước xông hơi, và khi mà xông hơi là hoàn toàn cấm. Về mức giá bán là 14 triệu 500 đồng. Nếu anh em thích chiếc này có thể liên hệ đặt hàng bên em thông qua số điện thoại em để phía trên màn hình, hoặc các thông tin liên hệ em để đầy đủ hết dưới phần mô tả của video. Khi anh em gọi điện nhắn tin em sẽ vấn kỹ hơn cho anh em về chiếc này nhá. Cảm ơn em rất nhiều theo dõi này của bên em. Xin chào và hẹn lại anh em ở những giờ đồng hồ tiếp theo.